chào mừng mọi người đã đến với kênh hào tiger hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương hùng đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người vội vàng ôm quyền rồi chỉnh tề lui về phía sau còn cẩn thận không hề có chút tiếng động nào lực lượng linh hồn tiêu viêm không ngừng xâm nhập vào bên trong hai giọt chất lỏng rồi thật cẩn thận thao túng áp lực cùng độ lửa cách đó không xa đường trấn nhìn thân thể tiêu viêm không ngừng run rẩy lên vì tiêu hao thì bản thân cũng giật thót lên đặc biệt khi thấy sắc mặt của tiêu viêm ngày càng tái nhợt thì cho dù với định lực trấn tĩnh mạnh mẽ của hắn cũng không ngừng được tim đập nhanh nhưng mà cũng may tiêu viêm run rẩy chưa được bao lâu thì dần dần vững vàng lại đúng lúc này đường trấn còn nhận ra bên trong dược đình đột nhiên xuất hiện ngọn lửa xanh biếc ngọn lửa chậm rãi cuốn lấy hai giọt chất lỏng dù cực kỳ khó nhận ra hai giọt chất lỏng quả thật có xu thế dung hợp với nhau Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc, Đường Chấn biết, đây là điểm báo đan thành, lập tức kích động, hắn thật không ngờ nổi, Tiêu Viêm có thể bằng vào lực lượng bản thân mà hoàn thành một bước cuối cùng này, chỉ là, Đường Chấn nhìn từ bên ngoài, dù có biết Tiêu Viêm đang rất khó khăn, nhưng chắc chắn chẳng thể cảm nhận hết được, chỉ có Tiêu Viêm mới biết phải bỏ ra tâm huyết cỡ nào, hơn nữa, hắn đã phát hiện lực lượng linh hồn đang suy yếu đi trông thấy, Tiêu Viêm chỉ có thể gồng lên, mạnh mẽ đè nén, cứ như vậy đến một ngày một đêm sau, dưới sự thiêu đốt không ngừng của hỏa diễm cùng áp lực linh hồn, thì hai giọt chất lỏng đã hòa tan với nhau, vậy rồi, bất chợt, một luồng ánh sáng xuyên thấu bóng đêm trong sơn cốc, ngay sau đó, năng lượng thiên địa đột nhiên nổi sóng, phía đường chân trời xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, bên trong ẩn chứa sấm sét ầm ầm, lôi điện khắp nơi, thấy đám mây đen kia, mấy vị luyện dược đại sư thốt nhẹ lên, "Đan lôi, trời ơi, hắn thật sự thành công ư? Làm sao có thể?" Cũng lúc đó, đan hương vô cùng nồng đậm tỏa ra, bên trong dược đỉnh một viên đan dược đã thành hình tiêu viêm yếu ớt nhếch miệng cười mí mắt chậm rãi cụp xuống cảm giác mệt mỏi tột độ lan tràn toàn thân làm cho hắn rất buồn ngủ lần luyện đan này đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực lôi đỉnh cắt qua mây đen chiếu lên trên khuôn mặt tiêu viêm làm cho vẻ mệt mỏi của hắn hiện rõ trước mắt mọi người ai ai cũng biết rằng hắn đã triệt để dốc toàn lực rồi đường trấn cũng nhanh chóng thoát khỏi kích động vội vàng ôm quyển nói nhằm kiêu tiểu hữu đại ân không thể nào cảm tạ hết được đan lôi này cứ để lão phu xử lý là được ngươi nghỉ ngơi đi dứt lời đường chấn liền muốn bay lên không đấu với đan lôi một trận thì tiêu viêm lại thở dốc nói đường cốc chủ đan lôi này giao cho ta đi đường chấn ngẩn ra chợt vội vàng nói nham kiêu tiểu hữu yên tâm đi đan lôi này không làm gì được lão phu trạng thái ngươi như vậy làm sao có thể tiếp được đan lôi này tiêu viêm không tiếp lời chỉ vung tay lên địa yêu khôi liền xuất hiện rồi mới nói đường cốc chủ đan lôi này còn có tác dụng đối với ta cho nên xin đừng đoạt lấy cơ hội này của ta đường trấn vừa thấy địa yêu khôi liền thất thanh nói khôi lỗi ngay sau đó thì cẩn trọng nói nếu như nham kiêu tiểu hữu đã cố ý vậy thì phải cẩn thận nếu như tình huống không ổn thì cứ nói một tiếng với ta tiêu viêm mỉm cười gật đầu nhìn lên bầu trời nhẹ giọng nói đi địa yêu khôi nhận được mệnh lệnh lập tức nhanh như tia chớp bay lên bầu trời xông đến vị trí mây đen tụ tập nồng đậm nhất địa yêu khôi vừa động thân vẻ kinh ngạc trong mắt đường trấn càng trở nên nhiều hơn hắn có thể nhìn ra khôi lỗi này lại có thực lực đấu tông không khỏi tán thưởng trong lòng giờ đây hắn cũng phát hiện là chính hắn cũng không thể nhìn thấu người thanh niên này trên người không chỉ mang dị hỏa lại có thuật luyện đan vô cùng cao hiện giờ còn có thể lấy ra một khôi lỗi có thực lực ngang đấu tông tất cả đã làm cho thân phận tiêu viêm trở nên thần bí hơn rất nhiều đối với hành động của tiêu viêm thì mỗi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc bàn tán lại là khôi lỗi ư? Chẳng lẽ nham kiêu này muốn dùng khôi lỗi kháng trụ đan lôi sao? Đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành, cũng không phải là trò đùa đâu. Nếu như là cường giả ngũ tinh đầu tông thì sẽ miễn cưỡng tiếp được, khôi lỗi kia liệu có tiếp được không? Nhưng vì những biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm quá kinh người, cho nên cũng không có ai dám tiếp tục trào phúng lung tung nữa. Bởi vì cho đến hiện tại, ai trong đám người này cũng biết, tuy người thanh niên này còn trẻ hơn họ rất nhiều, nhưng trình độ luyện đan thì đã vượt xa bọn họ. Việc này mặc dù đối với các luyện dược đại sư này có chút tàn khốc nhưng dù sao đó cũng là sự thật đương nhiên những người có ý nghĩ này cũng không phải chỉ có bọn họ mà các đệ tử phần viêm cốc chung quanh quảng trường cũng đều không hiểu hành động của tiêu viêm là có ý gì nếu như tiêu viêm còn đang ở trạng thái toàn thịnh mà tiếp đan lôi này thì có lẽ bọn họ còn tin tưởng được phần nào nhưng tiêu viêm hiện giờ đã như là cung dương hết cỡ đừng nói là tiếp đón đan lôi chỉ sợ một tên đệ tử phần viêm cốc đi lên cũng có thể đánh bại được hắn đường hỏa nhi cao mày lại nhìn đạo thân ảnh màu bạc trên bầu trời không khỏi thấp giọng lầm bầm nói phụ thân đang nghĩ gì vậy mặc dù đón đan lôi là khôi lỗi kia nhưng rõ ràng nó cùng với nham kiêu cũng có liên hệ nếu như khôi lỗi bị đan lôi hủy đi thì chắc chắn hắn sẽ thương nặng lấy tình trạng hắn hiện giờ thì chỉ sợ khó có thể đón nhận được đối với những ánh mắt nghi ngờ chung quanh quảng trường thì tiêu viêm cũng không có để ý tới chính xác thì hắn không có thời gian để để ý vì mây đen trên trời đã ngưng tụ nhiều lắm rồi tiêu viêm thấp giọng lầm bẩm không biết sau khi hấp thu đan lôi này địa yêu khôi có thăng cấp lên không địa yêu khôi được chia làm ba cấp thiên địa nhân lúc mới luyện chế ra thì chỉ là cấp nhân là cấp thấp nhất mà thôi nhưng sau khi trải qua lần đan lôi luyện thể thì đã nhảy vọt vào địa cấp tuy chỉ là địa yêu khôi nhưng nó đã có thể cùng cường giả ngũ lục tinh đấu tông chống lại nếu như là cấp thiên yêu khôi cao nhất chỉ sợ cũng có thể đánh một trận với đấu tôn vừa nghĩ đến đây thì tiêu viêm không khỏi nóng lòng lên lầm bầm hồi lỗi có thực lực đấu tôn nhưng lúc sau thì lại tỉnh táo lại muốn đạt đến thiên cấp nào có thể dễ dàng như vậy việc này chỉ có thể chậm rãi mà làm đúng lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên một đạo lôi kình khổng lồ như con cự mãng màu bạc xé toạc mây đen sau đó nhanh chóng lướt tới dược đỉnh địa yêu khôi lập tức lướt xuống đùng một tiếng địa yêu khôi lập tức bị lôi kình đánh lún sâu xuống đất hơn 10 mét trên thân thể nó xuất hiện vô số điện lưu không ngừng ăn mòn thân thể nó sau khi lực ăn mòn hết đi thì thân thể được cường hóa thêm mây đen trên bầu trời càng lúc càng dao động mãnh liệt hơn lại có ba đạo lôi kình mạnh mẽ hơn đạo lúc trước dữ dội đánh xuống địa yêu khôi dưới sự khống chế của tiêu viêm nhanh chóng dẫn ba đạo lôi kình đó vào thân thể nó cứng rắn tiếp nhận hấp thu lôi điện cuối cùng thân ảnh màu bạc mạnh mẽ xông thẳng lên không trung tiếp nhận toàn bộ lôi kình một lúc lâu sau lôi điện dần suy yếu mây đen trượt đánh ra đạo lôi kình mạnh nhất nện thẳng địa yêu khôi xuống đất, tạo thành một hố sâu to, cũng là báo hiệu cho sự cố gắng cuối cùng phá hủy địa yêu khôi, thì liền ngưng quay cuồng, sau đó dần tan biến. Khi không gian vừa yên ổn, thì đường chấn vội vàng hô lên, nham kiêu tiểu hữu, không sao chứ, tiêu viêm vung tay lên, cười đáp, đường cốc chủ yên tâm, ngay sau đó, địa yêu khôi vọt lên, đứng vững trên thềm đá, tiêu viêm cảm nhận địa yêu khôi, sau khi được đan lôi rèn luyện, thì màu bạc trên người càng thêm tinh thuần, chạm vào địa yêu khôi thì lập tức có cảm giác như đụng đến kim loại cảm giác vô cùng cứng cỏi nhưng mà tiêu viêm vẫn có hơi thất vọng vì hắn không thấy một chút màu kim sắc nào trên địa yêu khôi cả có điều dựa theo suy đoán hiện tại của hắn thì địa yêu khôi có lẽ đã có thể miễn cưỡng đấu với lão yêu quái phí thiên một trận không dám khẳng định là sẽ chiến thắng đối phương nhưng ít ra sẽ không phải là không có lực uy hiếp như lúc trước tiêu viêm khẽ thở dài muốn tiến vào thiên cấp quả không dễ tiêu viêm vừa muốn thu địa yêu khôi thì bỗng dừng lại ánh mắt hắn chăm chú vào trong đôi mắt trống không của địa yêu khôi phải cẩn thận lắm hắn mới phát hiện nơi đó cư nhiên có chút xíu ánh sáng kim sắc hiện lên dù rất ảm đạm nhưng quả thật là kim sắc tiêu viêm kích động nhìn nó mãi thầm nghĩ xem ra ngày sau phải tìm cách để yêu khôi hấp thu nhiều đan lôi hơn nữa sau đó tiêu viêm mới thu địa yêu khôi về lại trong nạp giới rồi nhìn về phía dược đỉnh, nơi đó có một viên đan dược đang chậm rãi xoay tròn còn không ngừng tỏa ra đan hương thoải mái Tiêu Viêm búng ra, ngay khi nắp đỉnh vừa mở, thì đan dược liền bay vút lên bầu trời, đan dược đến cấp bậc này thì đã sinh ra được một chút linh tính, hiểu được cát hung, cho nên vừa mới thoát khỏi dược đỉnh thì đã muốn chạy trốn. Tiêu Viêm nói: "Đường cốc chủ, giao nó cho ngươi." Đường Chấn cười to gật đầu, rồi nhẹ nhàng vung tay lên, Hỏa Bồ Đan lập tức ngưng động lại, rồi bị bắn ngược trở về. Đường Chấn lấy ra một cái bình ngọc, hút đan dược vào trong đó. Sau khi làm xong, Đường Chấn mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn sang tiêu viêm trầm giọng nói nham kiêu tiểu hữu đa tạ phần ân tình này lão phu nhớ kỹ tiêu viêm lắc lắc đầu đáp nhận ủy thác mà làm việc thôi bỗng nhiên một cảm giác mệt mỏi tột cùng lan đến toàn thân làm cho hắn cảm giác thấy hai mắt trở nên tối đen rồi không một chút kháng cự ngã đùng xuống đến khi tiêu viêm tỉnh lại từ trong hôn mê thì phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại cả gian phòng còn phiêu đãng một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tiêu viêm thoáng cảm nhận cơ thể mình cảm thấy rất ổn định hơn nữa linh hồn lực lượng bị cạn kiệt cũng đã khôi phục rất nhiều cảm giác mệt mỏi suy yếu đã sớm biến mất hắn có chút nghi hoặc nhìn quanh phòng rồi theo thói quen bất giác sở qua giới chỉ trên ngón tay thấy trong giới chỉ không thiếu thứ gì thì hắn mới an tâm đúng lúc này giọng thiên hỏa tôn giả vang lên trong đầu người đã hôn mê năm ngày rồi tiêu viêm cười nói rượu lão tiên sinh đã lâu không gặp rồi trạng thái ngài không tồi nha thiên hỏa tôn giả nói coi như cũng được mượn phúc khí của ngươi trong thiên sơn huyết đàm kia linh hồn của ta cũng được hưởng lợi nhưng sau đó bởi vì bên người ngươi thường có cường giả đấu tôn xuất hiện nên ta không thể hiện thân nghe vậy tiêu viêm kinh ngạc nói chẳng lẽ thực lực của ngài đã hồi phục đấu tôn rồi nghe vậy thiên hỏa tôn giả nhất thời tức giận lên nào có dễ dàng như vậy ngươi cho rằng khôi phục đến đấu tôn là chuyện dễ dàng như vậy sao nếu như không thể tìm thấy thân thể thích hợp thì sợ rằng ta vĩnh viễn không thể khôi phục thực lực tiêu viêm nghĩ kỹ lại thấy quả thật đúng như vậy liền cười ngượng ngùng nói diệu lão tiên sinh đừng gấp việc luyện chế thân thể ta sẽ mau chóng tìm cách nói đến đây tiêu viêm liền suy tư trong ba vật cần để luyện chế thân thể máu huyết của ma thú thất cấp và hài cốt cường giả đấu tông đối với tiêu viêm đều không quá khó tìm nhưng sinh cốt dùng huyết đan mới là vấn đề lớn nhất mà nếu không thể làm nổi vậy chỉ có thể nghĩ cách tìm một loại đan dược có hiệu quả tương tự thôi tuy hiệu quả sẽ kém đi nhưng cũng đành phải chấp nhận đợi ngày sau thực lực tăng lên thì tính tiếp rồi tiêu viêm nhắm mắt lại từ những phương thuốc mà dược lão sưu tầm cả đời tìm kiếm một loại đan dược có thể thay thế được sinh cốt dùng huyết đan mãi đến tận gần hai canh giờ sau tiêu viêm mới mở mắt trên tay xuất hiện một quyển trục âm dương mệnh hồn đan đan dược thất phẩm trung cấp có công hiệu hoàn mệnh dung hồn tài liệu luyện chế bao gồm hoàn hồn yêu quả mệnh hồn quỷ kiểm hoa đan này có công hiệu không khác sinh cốt dung huyết đan hơn nữa cũng chỉ là thất phẩm vừa lúc tiêu viêm có thể luyện chế được Dùng để thay thế sinh cốt dùng huyết đan là một lựa chọn không tồi, dược liệu dùng để luyện chế tuy có hơi dườm già, còn cần một vài dược liệu quý hiếm rất khó tìm, nhưng hẳn cũng không khó tìm ở trung vực này, còn chỗ thiếu hụt về đan dược thì sẽ tận lực bù lại trong việc tìm máu huyết ma thú cùng hài cốt cường giả, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nói dự định cho Thiên Hỏa Tôn giả biết, Thiên Hỏa Tôn giả nghe xong thì không có dị nghị gì cả, Tiêu Viêm mỉm cười nói, ta sẽ mau chóng thu thập dược liệu, nhất định trong thời gian nhanh nhất giúp ngài có được thân thể ra khỏi phòng, trước mặt Tiêu Viêm là một phiến hoa viên, một giọng nói thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên, "Người đã tỉnh rồi." Tiêu Viêm nhìn lại, liền thấy một hồng y nữ tử đang khoanh chân ngồi đó, hắn từng gặp qua nàng, cũng biết địa vị của nàng ở Phần Viêm Cốc không thấp, liền mỉm cười gật đầu. Người kia đứng dậy, tươi cười bước nhanh về phía Tiêu Viêm, nói, "Ta tên Đường Hỏa Nhi, lần này đã tạ ngươi rồi." Đánh giá nàng một chút, Tiêu Viêm cũng mỉm cười nói, "Bái kiến Đường tiểu thư." Đường Hỏa Nhi nghe thế liền phất tay nói, "Đừng gọi là Đường tiểu thư." nếu không chê, cứ gọi ta là Hỏa Nhi là được rồi. Hơn nữa, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta cho nên cũng đừng xa lạ như thế. Tiêu viêm có ấn tượng không tệ lắm với người này, liền gật đầu cười. Đường Hỏa Nhi lại cười duyên nói tiếp, người hôn mê đã 5 ngày rồi, phụ thân có nói, nếu sau khi ngươi tỉnh lại mà muốn gặp người, ta dẫn ngươi đi, ta thấy ngươi bây giờ chắc rất muốn gặp phụ thân ta. Tiêu viêm mỉm cười nói, vậy làm phiền Hỏa Nhi tiểu thư rồi. Đường Hỏa Nhi vừa định xoay người đi, lại đột nhiên nhỏ giọng nói, Y theo ta, nhưng nhân tiện, ta cũng có điều muốn hỏi, vì sao ngươi lại có hứng thú với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Phần Viêm Cốc như vậy? Tiêu Viêm nghe vậy thì chần chờ một chút, nói, ta chỉ có thể nói, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này cực kỳ thích hợp với ta. Đường Hỏa Nhi kinh ngạc, hơi nhíu mày nói, vậy mà còn có chuyện này, nhưng phụ thân ta cũng từng nói, ta cũng có thiên phú không thấp trong việc tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Lời này khiến Tiêu Viêm hơi dừng lại, hắn cười khổ bởi cảm nhận được ánh mắt có chút nóng lên của nàng. Đường Hòa Nhi thấy tiêu viêm xấu hổ liền che miệng cười, xoay người đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Mặc kệ ngươi đến cùng nghĩ thế nào, nhưng nếu phụ thân ta đã đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không nói gì hết. Có điều, vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. Muốn có được thiên hỏa tam huyền biến không phải chuyện dễ đâu, dù phụ thân ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng nếu thực lực ngươi không đủ, ngươi cũng khó đạt được thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu viêm yên lặng gật đầu, đi theo đường hỏa Nhi vào sâu trong cốc. Hơn 10 phút sau, trước mặt tiêu viêm hiện ra một tòa đại điện vô cùng khí thế đường hỏa nhi dừng lại trước đại điện thấp giọng nói thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc dựa theo quy củ trong cốc không thể truyền cho người ngoài tuy phụ thân là cốc chủ nhưng cũng không thể một mình quyết định chuyện này dù sao phần viêm cốc cũng có trưởng lão hội tồn tại mấy lão già cổ hủ này lại cực kỳ khó đối phó nhưng ngươi yên tâm nếu phụ thân đã đáp ứng ngươi rồi nhất định sẽ nói cho ngươi phụ thân ta là cốc chủ dù là trưởng lão hội cũng không dễ dàng mà bỏ qua lời người được. Tiêu viêm nghe thế liền gật đầu cười, nói, lấy thân phận và địa vị của đường cốc chủ, tất nhiên sẽ không đi trêu chọc một tên tiểu tử vô danh như ta. Đường hỏa nhi trừng mắt nhìn tiêu viêm nói, tiểu tử vô danh mà cũng có bản lãnh luyện dược sư thất phẩm. Nói xong, nàng điều chỉnh lại thần sắc, phất tay với tiêu viêm, rồi đi vào đại điện, tiêu viêm cũng vội đuổi theo. Lúc bọn họ tiến vào, không khí trong đại điện có chút áp lực, xung quanh đại điện có không ít đệ tử phần viêm cốc võ trang đầy đủ đang đứng khiến không khí ngưng trọng hơn nhiều tiêu viêm hơi đảo mắt nhìn quanh đường trấn vẫn ngồi ở vị trí đứng đầu đại điện hai bên lão có thêm hai lão giả tóc bạc mặc hồng bào sắc mặt trầm tĩnh khí thế uy dũng dưới hai lão giả tóc bạc này còn có mười lão giả khác thực lực cũng không kém xích hỏa trưởng lão người đã đón tiêu viêm ở phần viêm cốc cũng ở trong mười người này tiêu viêm chậm rãi tiến lên ôm quyền với đường trấn trầm giọng nói nham kiêu tham kiến đường cốc chủ đường trấn thấy tiêu viêm liền cười hỏi nham kiêu tiểu hữu khôi phục thế nào rồi tiêu viêm cười đáp đa tạ đường cốc chủ quan tâm không có việc gì rồi đúng lúc này lão giả tóc bạc ngồi cạnh đường trấn đột nhiên nói người chính là nham kiêu muốn lấy thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc ta tiêu viêm nhìn về phía lão chậm rãi gật đầu người kia lạnh nhạt nói tiếp lão phu là tam trưởng lão của phần viêm cốc ngô thần đối với việc ngươi giúp cốc chủ luyện chế hỏa bồ đan thay mặt phần viêm cốc lão phu vô cùng cảm ơn ngươi thế nhưng thiên hỏa tam huyền biến chính là bí mật bất truyền của phần viêm cốc ta trong cốc có quy củ không thể truyền cho người ngoài không biết người có thể đổi điều kiện khác được không tiêu viêm cười lạnh một tiếng nói quả nhiên đường chấn hơi trầm mặt nói tam trưởng lão lão phu đã đáp ứng nham kiêu tiểu hữu rồi hiện tại ngài làm vậy chính là muốn ta thất tín ư ngô thần hơi dừng lại rồi tiếp tục tuy cốc chủ đã đáp ứng hắn nhưng dựa theo quy củ thì đường trấn thản nhiên ngắt lời lão nói quy củ là vật chết chỉ có người là sống lão phu là cốc chủ chẳng lẽ chút quyền lợi ấy cũng không có lúc này lão già tóc trắng còn lại chậm rãi mở miệng cốc chủ không nên tức giận tam trưởng lão cũng chỉ dựa theo quy củ trong cốc mới nói những lời này thôi thiên hỏa tam huyền biến không phải bí pháp bình thường nếu cứ vậy mà giao cho người ngoài dù đại trưởng lão có mặt ở đây lão cũng sẽ cân nhắc thêm nói đến đây lão già nhìn qua tiêu viêm một chút rồi tiếp tục hơn nữa cho tới giờ vị tiểu hữu tên nham kiêu này vẫn chưa lộ dung mạo thật, chẳng lẽ cốc chủ cứ vậy mà giao thiên hòa tam huyền biến cho một người không rõ lai lịch. Với lời này, Đường Chấn cũng hơi sững sờ rồi cau mày lại. Lão đã sớm biết Tiêu Viêm cố ý che giấu dung mạo, nhưng vẫn chưa tiện hỏi mà thôi. Tiêu Viêm nghe vậy liền mỉm cười nói, "Nhị trưởng lão thật là xem trọng tiểu tử ta, hành tàu bên ngoài nhiều, nên phải thêm sự bảo hộ cho mình, vì thế mới che giấu dung mạo. Nếu nhị trưởng lão không thích, ta bỏ là được." Nói xong, bàn tay Tiêu Viêm hơi vuốt trên mặt một chút khuôn mặt của hắn thật liền xuất hiện thấy dung mạo thật của tiêu viêm nhìn còn trẻ tuổi hơn mọi người ở đây đều có chút nao nao nhị trưởng lão híp mắt chăm chú nhìn hắn sau lại thản nhiên nói thời gian trước lão phu vừa vặn đi qua bắc vực ở trung châu một chuyến tiêu viêm nghe lời này liền nhíu mày lão giả kia lại vẫn nói tiếp gần đây bên bắc vực đó xảy ra chút chuyện ồn ào huyên náo một thanh niên có ân oán với phong lôi các còn đơn phương độc mã tiến vào phong lôi sơn đánh bại phượng thanh nhi của phong lôi các rồi lại nghênh ngang rời đi thanh niên này tên là tiêu viêm nói đến đây nhị trưởng lão khẽ cười một tiếng thâm ý nhìn tiêu viêm lão phù nghĩ hẳn tiêu viêm cùng nham kiêu tiểu hữu là cùng một người mọi người có mặt nghe vậy đều ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn về phía tiêu viêm tiêu viêm không đổi sắc thản nhiên nói tại hạ đúng là tiêu viêm nhưng chuyện này có liên quan gì sao cũng chỉ là đổi tên mà thôi nhị trưởng lão nghe thế thì cười đáp người mang theo tam thiên lôi động của phong lôi các là nguyên nhân người kết thủ kết oán với bọn họ khiến phong lôi các đuổi giết mà ngươi không phải đệ tử của phong lôi các tam thiên lôi động ở đâu mà ngươi có hơn nữa hiện giờ ngươi lại muốn thiên hòa tam huyền biến của phần viêm cốc ta chẳng lẽ ngươi lại có hứng thú với đấu kỹ của người khác vậy ư ừ. tiêu viêm bình thản trả lời tam thiên lôi động là ta ngẫu nhiên có được điều này ta cũng không cần giải thích với nhị trưởng lão về phần thiên hòa tam huyền biến vì bản thân ta có dị hòa có thể đem uy lực của thiên hòa tam huyền biến thi triển đến đỉnh phong nên ta mới đến phần viêm cốc này còn việc ta đây có hứng thú với đấu kỹ của người khác không cũng không phải chuyện nhị trưởng lão có thể quản sắc mặt nhị trưởng lão hơi trầm xuống lúc này tam trưởng lão ngô thần lại lạnh lùng nói tiêu viêm nơi này không phải phong lôi các ngươi không được làm càn tiêu viêm phớt lở bọn họ trực tiếp nhìn về phía đường chấn, chắp tay nói đường cốc chủ ta tới phần viêm cốc này chủ yếu là vì thiên hòa tam huyền biến đến cùng nên giải quyết thế nào xin ngài nói một câu nếu ngài biết thiên hòa tam huyền biến là đấu kỹ không truyền của phần viêm cốc chỉ cần nói một tiếng Tiêu Viêm, sẽ lập tức rời đi. Đường Chấn phất tay đáp, nếu ta nói lời này, sau này cái mũ thất hứa không phải chụp trên đầu Đường Chấn ta sao? Yên tâm đi, nếu lão phu đã đáp ứng ngươi, lão phu sẽ không thất tín. Nói xong, lão lãnh mạc nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh, thản nhiên nói, chuyện này ta đã quyết định, hai vị trưởng lão không nên làm khó Tiêu Viêm. Về phần quy củ trong cốc, lão phu cũng biết, nên vẫn chưa nói là giao thẳng thiên hòa tam huyền biến cho Tiêu Viêm, dựa theo quy củ trong cốc đệ tử trung tâm phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể có được thiên hòa tam huyền biến. Vậy nên, nếu tiêu viêm cũng vượt qua được khảo nghiệm, người khác cũng không thể dị nghị gì nữa. Người vi phạm, xử lý theo quy định của cốc, nhị trưởng lão và tam trưởng lão nhìn nhau một cái, sắc mặt hơi biến ảo. Cuối cùng, nhị trưởng lão cắn răng nói, việc khảo nghiệm của đệ tử trung tâm trong cốc đều do trưởng lão hội sắp đặt. Hiện giờ, đề mục của khảo nghiệm này cũng phải do trưởng lão hội quyết định chứ. Đường chấn hơi trầm mặt, chợt nói, nếu nhị trưởng lão có ý này, cứ nói để mục khảo nghiệm ra trước xem sao nhị trưởng lão đáp chuyện này vô cùng quan trọng không thể coi như việc bình thường lão phu sẽ đích thân khảo nghiệm nếu tiêu viêm có thể chống đỡ được mười hồi của lão phu coi như chuyện thiên hòa tam huyền biến tùy ý cốc chủ quyết định nghe thế đại điện nhất thời im lặng bọn họ hiểu rõ thực lực của nhị trưởng lão lão già kia là đấu tông đỉnh phong nếu để lão đích thân khảo nghiệm có vẻ như có chút khi dễ người đường hòa nhi nhíu mày có chút tức giận đường trấn lại cười nhạt nói lời này mà nhị trưởng lão cũng nói được ư tam trưởng lão chậm rãi đỡ lời nếu cốc chủ thấy để nhị trưởng lão ra tay không hợp lý vậy thì để ta đi nghe nói ngay cả trưởng lão của phong lôi các tiêu viêm cũng có thể giết chết nói vậy con bài chi lật cũng không yếu đâu ở trong tay ta chống cự hơn mười hồi chắc cũng không phải chuyện không thể chứ tiêu viêm hơi nhíu mày nhìn ngô thần thực lực người này ngăn ngừa lão quái phí thiên có chút khó giải quyết lúc này đường trấn trần chờ một chút rồi nói thân phận hai người cùng tiêu viêm chênh lệch quá nhiều, ra tay cũng không hay lắm. Ta thấy, hay là để tiêu viêm đấu với Hỏa Nhi, chỉ cần thắng Hỏa Nhi, coi như hắn thông qua, thế nào? Đường Hỏa Nhi nghe lời này liền hơi nhướng mày, nhị trưởng lão lại chậm rãi lắc đầu, nói, Hỏa Nhi tiểu thư quả là một sự lựa chọn thích hợp, nhưng tiêu viêm vừa mới luyện chế thành công hỏa bồ đan cho Hỏa Nhi, Hỏa Nhi lại là nữ tử, khó trách lúc động thủ có chút lưu tình, vậy nên cũng không quá thích hợp. Ta thấy đề nghị của tam trưởng lão cũng không quá đáng rồi, cứ để lão ra tay, nếu tiêu viêm có thể chống đỡ được mười hồi, coi như thông quan. Đường Hỏa Nhi nghe thấy liền trầm mặt, căm giận nhìn nhị trưởng lão, sắc mặt đường chấn cũng trầm xuống, có chút không kiên nhẫn, lão vừa định mở miệng phản bác, lại nghe tiêu viêm nói, đường cốc chủ, nếu nhị trưởng lão đã có ý để ngô thần trưởng lão đến khảo nghiệm, thì cứ như vậy đi, tiêu viêm nói vậy, đám người đường chấn, đường Hỏa Nhi đều ngần người, đường chấn trầm giọng nói, tiêu viêm, ngô thần trưởng lão chính là đấu tông bát tinh thật sự đó dù so với các chủ phong lôi các phí thiên lão cũng mạnh hơn không ít ngươi thật sự muốn để lão khảo nghiệm ngươi ư tiêu viêm chậm rãi gật đầu hắn biết nếu hôm nay không làm theo ý hai lão già này e rằng hắn không thể thuận lợi đem thiên hòa tam huyền biến đi đã vậy thì cứ thử xem thực lực tam trưởng não thế nào đi hiện tại hắn đã mạnh hơn không ít nếu chỉ chống đỡ hơn 10 hồi cũng không đến nỗi bất khả tư nghị như dự đoán hơn nữa hắn cũng muốn ra tay cho lão già này một bài học đường trần thấy tiêu viêm gật đầu càng nhíu mày hơn lão thoáng nhìn hai vị trưởng lão đang vui mừng bên cạnh bất đắc dĩ gật đầu nói nếu ngươi đã chọn như vậy lão phu cũng không có biện pháp cơ hội này chỉ có một lần nếu ngươi không thể thông qua khảo nghiệm coi như ngươi không có duyên phận với thiên hỏa tam huyền biến vì thế hy vọng ngươi có quyết định của mình tiêu viêm mỉm cười gật đầu nếu hắn đã đáp ứng khảo nghiệm này tự nhiên bản thân cũng có chút ít nắm chắc tam trưởng lão nghe thế liền chậm rãi đứng dậy nói cốc chủ yên tâm lão phu biết hắn có ân tình với phần viêm cốc nên sẽ không xuất thủ đả thương hắn lần này nếu không phải thiên hòa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc lão phu cũng sẽ không quấy nhiễu mong cốc chủ có thể thứ lỗi đường trấn lướt hắn phun ra bốn chữ cổ hù ngoan cố tam trưởng lão từ chối cho ý kiến lão nhìn quanh đại điện một lát rồi cười nói ở nơi này quá nhỏ nên ra ngoài sân khảo nghiệm đi hơn nữa ta nghĩ đệ tử trong cốc đối với việc này cũng có chút hứng thú nên để họ quan sát một chút đây cũng là điều có lợi cho họ tam trưởng lão bắt đầu đi ra khỏi đại điện lúc ngang qua tiêu viêm liền dừng lại nói nể tình ngươi giúp cốc chủ luyện chế hỏa bồ đan dù ngươi không thông qua khảo nghiệm cũng sẽ cho ngươi chọn lại công pháp hoặc đấu kỹ chỉ cần nó không thuộc danh sách đứng đầu của phần viêm cốc tiêu viêm nghe thế liền thản nhiên cười đáp không cần những lời thế này mong tam trưởng lão có thể đợi khi khảo nghiệm kết thúc rồi hãy nói bằng không xảy ra biến cố gì đó lại mất hết mặt mũi ấy nói xong hắn liền xoay người rời khỏi đại điện Ngô thần lại cười nhạo nói, người trẻ tuổi bây giờ, quả nhiên đều tự đại như vậy, cũng tốt, lão phu cũng muốn xem thử, người làm sao khiến mặt mũi lão phu mất hết, tiêu viêm và ngô thần khảo nghiệm ở bãi đất trống bên ngoài đại điện, xung quanh rất nhanh đã vây kín người của phần viêm cốc, tiêu viêm chậm rãi vận chuyển đấu khí, chăm chú nhìn ngô thần đối diện, ngô thần chắp tay sau lưng, cười nhàn nhạt, đứng ở bậc thang, đường chấn khẽ cao mày nhìn ngô thần, rồi lại có chút không biết làm sao nhìn sang tiêu viêm, lão nói, người thật sự quyết định vậy sao? tiêu viêm nhìn lão mỉm cười gật đầu đường chấn thấy thế cũng chỉ thở dài rồi nói thầm đúng là một tiểu tử quật cường thấy khuôn mặt tiêu viêm không hề thay đổi nét cười trên mặt ngô thần cũng nhiều hơn lão nói những lời khác không cần nói nữa nếu ngươi có thể chống đỡ lão phu quá mười hồi cứ tính là ngươi thắng thiên hòa tam huyền biến cũng sẽ là của ngươi còn nếu ngươi không chống đỡ được chỉ có thể nói ngươi không có duyên với thiên hòa tam huyền biến nhưng vẫn có thể cho ngươi lựa chọn một số đấu kỹ cao cấp khác của phần viêm cốc Tiêu viêm chậm rãi đáp, không nhọc ngô trưởng lão nhắc nhở, nếu không kiên trì được, tiểu tử lập tức bỏ của chạy lấy người, còn những công pháp đấu kỹ khác thì cũng không cần. Nghe ẩn ý chế diễu trong lời tiêu viêm, ngô thần cũng chỉ gật đầu cười, lão nhẹ nhàng bước lên mấy bước, đột nhiên, đấu khí màu đỏ từ trong cơ thể lão toát ra, khí thế vô cùng hùng mãnh. Đấu khí màu đỏ rực nhanh chóng bao phủ không trung. ngô thần nhìn thẳng vào tiêu viêm, nói, chuẩn bị tốt rồi chứ, tiêu viêm, khẽ bước lên hai bước, đột nhiên vận chuyển đấu khí trong cơ thể nhanh hơn lãnh mạc nói ra tay đi ngô thần nghe vậy liền cười to hai tiếng thân thể thoáng cái đã biến mất tiêu viêm mơ hồ thấy một tàn ảnh màu đỏ xé gió ấp tới hắn híp mất lòng bàn chân khẽ lóe lên chút ngân quang thân thể run lên phịch một tiếng nắm tay màu đỏ anh kích thật mạnh lên ngực tiêu viêm lại trực tiếp xuyên qua đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều